Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1, tọa lạc tại đường DT743 ở ngay Thuận An Bình Dương hết các bạn. Nó ngay gần với vòng xoay An Phú á. Đó, thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn về những dòng xe SH Ý. Hiện tại thì bên cửa hàng mình có rất là nhiều dòng xe SH Ý luôn, để mình cập nhật giá bán cho tất cả mọi người ha. Và hôm nay cũng là cập nhật thêm cho mọi người một chiếc, còn một chiếc duy nhất, đó là chiếc BS nha. Chiếc BS màu xanh ngọc. Đợt mình có 3 chiếc BS lận, 2 chiếc xanh, 1 chiếc trắng. Thì bữa nay mình bán một chiếc xanh, một chiếc trắng rồi. Giờ hiện tại còn một chiếc xanh nữa ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ báo giá từng cái dòng xe, cũng như là đời xe, đầu số máy của những cái con xe SH Ý và chiếc BS. Đó. Rồi, đi vào đầu tiên trước ha. Đây là chiếc SH Ý có mức giá là 385 triệu. Màu trắng ha. Màu trắng, đen, mâm đen sporty luôn. Đây, hai con. Mâm đen sporty luôn, hai con ha. Đó. Đây, con này cũng 385 triệu luôn. Giá đây, còn khá rất là mới nha. Con này đã qua sử dụng rồi. Bóng đèn, đèn kính đèn này nọ kiểu nó còn rất là trong ha, chưa có ngã vàng, chưa có ngã, chưa có xài nhiều, sử dụng nhiều. Đây. Đây là số km của nó nha. Cái con này, con nằm ngoài cùng thì có số km của nó là 5.001 cây. Còn cái con kế bên đây á, thì nó mới đi 4.000 mấy thôi. Mọi người thấy nha, 4.271 cây. Chìa khóa thì vẫn là còn 2 chìa. Rất là ok. Tem Honda Italy nè các bạn. Bữa nay cập nhật một lượt cho các bạn hết luôn ha, nên là video nó khá dài luôn. Đây, tem Honda Italy đây. Xe của mình là con nguyên zin nha. Rồi, để coi đầu số bao nhiêu nha. Đó, mọi người có thể nhìn được cái đuôi đèn phía sau nè, khá rất là đẹp ha. Cái con bên kia ở giữa thì nó là biển số An Giang 43766. Con này thì biển số gỡ ra rồi nên mà không biết biển số ở đâu. Nếu như mà những ai muốn mua cái dòng xe này á, cái con này á, thì có thể lên trực tiếp cửa hàng mình sẽ hỏi. Mình sẽ hỏi cái biển số ở đâu để cho mọi người xem. Để mình coi đầu số nha. Rồi, con ngoài cùng này á, đầu số của nó là 111. Đây, mình mở sáng cho mọi người xem nha. À, mọi người thấy được không? Hơi khó nhìn chút xíu, thông cảm thôi mọi người, hơi chật. Đây. Đầu số 111 ha. 111 là đời cuối của năm 2012, xe đời cuối. Còn bên đây cũng là đầu số 111 luôn. Đó, nó là đời 2012 nên cái giá của nó khá là cao đối với xe đã qua sử dụng. Còn xe mà chưa sử dụng thì bên cửa hàng mình là không có đời 22 ha. Đời 22 là đời cuối rồi. Rồi, tiếp theo cái con thứ ba bên đây là đời của nó là đời 108 nha. Đó, 150 con khói KF là 150 con khói đời 108. Con này là màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột. Còn rất là nhiều dòng SH Ý nữa, nhưng mà nó nằm ở trên kho. Thì nếu mà các anh chị em xem clip này của mình á, mà không ưng những con xe này thì có thể tới trực tiếp cửa hàng bên mình. Mình sẽ quay những cái con, mình sẽ dẫn mọi người lên cái kho để mình xem những cái dòng SH Ý khác nữa ha. Hoặc là hôm nào đó mình sẽ quay cái dòng SH Ý đó cho các bạn xem sao. Rồi, con này thì đi được là 7.000 cây. Đây, đó, thấy chưa, 7.000 cây. Nút này nó kiểu còn rất là đẹp ha. Hai cái con bên kia 385 triệu á, thì không cần phải nói nữa rồi, khá là đẹp rồi. Rất là mới luôn, như là xe thùng luôn. Rồi, cái con này thì để mình coi giá bao nhiêu nha. Con này có giá là 245 triệu. Nó rẻ hơn khoảng hơn 100 triệu cho đối với một chiếc xe so với đời 2012. Con này đầu số 108. 108 là nó là đời 2011. Con này đời 2011. Này, màu xám lông chuột ha. Đấy, 245 triệu. Rồi, tiếp theo con bên đây cũng là form SH Ý, nhưng mà nó là hàng ba cục ha. Hàng ba cục thì những ai mà chơi SH Ý thì chắc biết là hàng ba cục là hàng như thế nào rồi. Đó, đây, để mình quay phía sau xe cho các bạn xem nè. Con này là màu cánh gián. Màu này là màu cánh gián. Biển số là biển số ở Sài Gòn 89979. Đó, màu cánh gián nha.
những cái bóng đèn này của nó nè, nếu mà ai mà mua xe cũ lại á, mình nhìn á, nó không bị ố, không bị ố, bị vàng nhiều á, thì nó còn rất là mới ha, đi rất ít sử dụng nha. Còn nếu mà nó ố và ngã vàng nhiều á, tức là đi rất là nhiều, chày này nọ kiểu ha. Rồi, để mình có đầu số cho mọi người quay coi nè. Đây. Rồi, mở sáng cho mọi người xem nha. Đấy. Con này đầu số của nó là 500 ha, GF. GF của nó là 125 phân khối thôi. Con này có 125 phân khối thôi. Đầu số nó là 500. Con này hàng 3 cục. Hàng 3 cục thì 125 phân khối, thì con này có mức giá là 160 triệu nha. 160 triệu. Anh coi đi được bao nhiêu km nè. Con này thì được 6.000 mấy cây. Đó, mọi người có thể xem được ha. 6.000 mấy cây. Mặt đồng hồ khá là đẹp luôn. Nút nó còn rất rất ok, còn rất là nét nha. Đấy. Ok chưa? Đó. Rồi, thì ở trong cửa hàng thì có những cái chiếc như thế này thôi. Mình sẽ đi, bắt đầu mình sẽ đi ra ngoài nha. Đi ra ngoài mình quay cái những cái chiếc xe ở ngoài. Cái con màu cánh dáng này khá là đẹp luôn. Nếu ai mà không cần phải đi tốc độ cao á, thì mình mua 125 phân khối đi cũng rất là sang rồi. Đó. Rồi, đi ra ngoài nha. À, mình nói chuyện ở ngoài đây thì nó hơi bị ồn nên là mọi người thông cảm ha. Cố gắng nghe giùm mình ha. Cái con xe này thì hiện tại là mình chưa thấy giá nằm ở đâu hết á. Mình cũng quên cái giá nó bao nhiêu rồi. Này, nếu mà ai ưng cái con xe này thì có thể liên hệ với mình sau để mình hỏi cái con xe này sao cho mọi người ha. Con này là màu, cũng màu sáng lông chuột luôn. Nó là đầu số, cho nhìn coi. Ồ, đầu số này nó chìm quá, không thấy rõ nè. 107 KF 150 phân khối ha, 107 nha, nó hơi bị chìm, hơi mở đèn led lên mới thấy được. 107 cũng là đời 2011 luôn. Con này thì mình nghĩ chắc nó cũng khoảng tầm, để coi bao nhiêu km rồi. 10.000 rồi. Ủa? Mới có 1.000 mấy à. Mọi người thấy không? 11.000. Rồi thì cái con này đã đi được 11.000 km rồi ha. Con này thì mình thấy cũng rẻ hơn á, nó hơi cũ hơn con ở trong kia. Đó thì con này mình sẽ hỏi giá sau ha, cập nhật giá sau. Rồi xuống đây, màu trắng. Cũng lên mâm sporty luôn. Con này 255 triệu. Con này đi được 7.000 km. 7.000 km nha, 255 triệu. Màu trắng. Cũng là đời 2011 luôn. Đầu số 109 ha. Đầu số 109 2011, biển số là Đồng Nai. Đấy. 26296. Đời 2011. Màu trắng. 255 triệu. Rồi ok ha. Con này khá là ok luôn nè các bạn. Màu đen. Quá đẹp luôn, có thắc ý nhìn cái form cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Không chịu nổi. Rồi, thì bên đây ha. Đó, con xe này là xe mới nha. Xe mới chưa đập thùng gì trơn luôn á, còn nguyên này không ạ, nguyên siêu nguyên kiện. Hôm bữa có một màu nâu, ô màu đỏ rồi, mình bán màu đỏ rồi, bây giờ là còn có màu trắng ở đây. Thì con này có mức giá là 395 triệu ha, 395 triệu. À. Đó, thì cái con trên đây là khá là lạ luôn ha. Đầu số của nó là 105. 105 thì đời 2010 nha, nhưng mà nó chỉ có 125 phân khối thôi. Nó đi được 8.439 km rồi. Nó là có mức giá là 155 triệu. 155 triệu con xe này nha, 125 khối. 2010 mọi người kiếm cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà bên cửa hàng mình á mà chỉ có 2010 và 125 phân khối thôi, còn 2010 150 phân khối thì bên cửa hàng mình không có ha. Đó. Rồi, xong rồi ha, đi xuống dưới đây. Dưới đây thì có những cái con SHI phơm bầu như thế này đây. Đây là đời cuối 2008 đầu 2009. Mọi người có thể cập nhật được ha. Nó có mức giá, nó lên mình có 3 chiếc để mình cập nhật giá này trước. Con này thì mức giá là 95 triệu nha, 95 triệu, chìa khóa là còn một chìa. Odo thì được 31.000 km rồi, con này là rẻ nhất trong vòng, trong ba con phân bầu á, 31.000 km. Rồi, bên đây 245 triệu nha, đời 2011 luôn, màu đỏ. Đỏ nâu, đỏ đô á, 245 triệu đời 2011 luôn. Đấy. Đi được 5.000 cây ha, 5.000 km. Rồi, ở trên đây một con màu đỏ tươi, nhưng mà con này khá là cũ nè, các bạn có thể nhận diện được nè. Đấy, cái đèn của nó các bạn có thấy không, cái đèn chủ đèn xi nhan đó các bạn thấy không, nó cực kỳ ngà vàng luôn ha, nó ngã vàng. Thì con này á là đầu
104 ha. Đó, 104 cũng đời 2010 luôn. Giá của nó là 115 triệu và nó là đi được 1.900 cây ha. 1.900 cây. Đây. 1.900 cây. Đó, rồi, đi xuống dưới đây nha. Đây, một chiếc BS. Thì hồi nãy mình cũng nói với các bạn trong đầu clip rồi, thì BS bên cửa hàng mình hôm bữa có hai con xanh này, một con xanh mình bán rồi và một con xanh này còn lại và một con trắng. Con xanh kia mình bán là 60 triệu, còn con màu trắng là bán 90 triệu. Màu trắng thì khá là đẹp luôn. Nhưng mà còn một con này duy nhất ở đây. Đó. Thì cái con này á, nó hơi cũ rồi nhưng mà nó cao quá mình không có coi được odo ha các bạn. Nó có mức giá là 45 triệu cho em này nha. 45 triệu thôi, chỉ có 45 triệu thôi. Nó không biết odo bao nhiêu rồi. 45 triệu cho em BS nha. Đây. Phần đuôi này chỗ xi nhan các bạn thấy được nè, hơi ngà, rất là ngà vàng luôn. Biển số Hà Nội ha. Biển số Hà Nội 79 đồng tài luôn nè. Đó. Rất là ok nha. Rồi, thì ở đây có một cái con phân bầu nữa, 125 triệu. 125 triệu đây. Con này thì mới hơn con kia. Chìa khóa cũng một chìa, 17.000 cây ha. Odo 17.000 cây. Đấy. Đó. Rồi một con nữa ha. Một con phân bầu cho các bạn xem nữa, các bạn lựa chọn nha. Đây. Đây là cái con phân bầu cuối cùng trong ngày hôm nay. Con phân bầu này có mức giá là 170 triệu. Con này khá là mới luôn, cực kỳ đẹp. Xuất sắc. Con này đi mới có 6.000 cây thôi. Đó. Mặt đồng hồ nó kiểu vàng á là rất là ok nha. 6.000 cây. Màu nâu sô cô la. Đó, thì nói chung là anh chị em nào, cô chú nào mình thích cái dòng xe SH ý á, SH phân bầu nè, BS nè, thì cứ liên hệ ngay với mình ha. Số điện thoại mình nằm ở tiếp góc trái màn hình. Ở đây, đây một chiếc đi lăng nữa nè. Đó, đi lăng thì 60 triệu nha các bạn. Đi lăng 60 triệu, hôm bữa mình đã quay review rồi. Những ai mà muốn xem cái clip đi lăng á thì cứ nhấn là đi lăng của Vlog 61 thì sẽ ra nha. Còn này thì đèn ha, các bạn thấy không? Kính đèn rồi rất là trong suốt, rất là đẹp luôn. Nhìn rất là mới ha. Bên cửa hàng mình là không có tuốt độ lại gì trơn nha. Có sao để y vậy luôn. Đó, rồi thì cũng cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị em đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà anh chị á, mà cô chú muốn mua cái dòng xe SH ý thì hãy liên hệ ngay vào số điện thoại bên góc trái màn hình của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú ở những clip tiếp theo nha. Chứ clip mình nó quá dài rồi. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.